chúng ta lớn lên, còn cha mẹ thì ngày một già đi. Bạn còn có cả một cuộc đời về sau để sống, còn cha mẹ chẳng biết họ rời xa nhân thế lúc nào. Các bạn à, cha mẹ sẽ không ở bên bạn cả đời, giờ họ vẫn còn lo cho bạn, có nghĩa là cả cuộc đời sẽ như vậy. Sẽ đến một ngày bạn rời xa họ, phải tự mình làm ra tiền để nuôi sống bản thân. Ở một thành phố xa lạ, cuộc sống cô đơn và bấp bênh, chẳng ai bên cạnh. Sẽ có một ngày cha mẹ bạn già yếu, bạn phải lo cho họ chứ không phải để như bây giờ. Từ từng bữa ăn, những việc đơn giản mà trước kia họ vẫn làm được, họ sẽ đi lại khó khăn, họ sẽ chẳng nhìn thấy rõ mọi thứ, tay cũng ù đi, phản ứng cũng chậm hẳn. Lúc đó bạn sẽ là người dìu dắt họ, như họ đã từng làm vậy với bạn hồi còn là một đứa trẻ. Rồi sẽ có một ngày họ lần lượt rời đi, chỉ còn lại bạn bơ vơ giữa cuộc sống bộn bề này. Không có những cuộc điện thoại hỏi bạn hôm nay có khỏe không, ăn gì chưa. Cũng chẳng có bóng ai ra đón bạn mỗi khi bạn lại về quê nữa. Lúc đó, bạn sẽ nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều thứ, đánh mất cái gì và hối tiếc ra sao. Có những thứ mà bạn nghĩ là dĩ nhiên, như việc cha mẹ thương bạn, cha mẹ có trách nhiệm nuôi lớn bạn, yêu thương bạn, dành tất cả họ có cho bạn. Đúng vậy, vì họ là cha mẹ của bạn, gia đình của bạn, còn bạn thì sao? Khi bạn ngày một lớn lên, dần thoát khỏi bảo bọc của cha mẹ, có một đời sống riêng, thì lúc đó cha mẹ bạn vẫn quan tâm bạn, còn bạn thì vì những thứ trước mắt mà quên mất cha mẹ của mình. Dành cho họ ít thời gian hơn, thậm chí một cuộc điện thoại không tới mấy phút cũng làm bạn không kiên nhẫn. Bạn nghĩ họ phiền, bạn đủ lớn để quyết định mọi chuyện, đủ lớn để lo cho cuộc sống riêng của mình, đủ trưởng thành để biết cái nào là thiệt hơn, đúng sai. Nhưng thật ra, bạn sai lầm rồi. Một ngày nào đó, khi bạn có gia đình của riêng mình, đứng trong trọng trách làm cha, làm mẹ, bạn mới thực sự cảm nhận được những gì mà cha mẹ bạn đang làm, đang nghĩ nó có ý nghĩa như thế nào. Bạn sẽ hiểu được đôi vai cha mẹ nặng bao nhiêu, mệt mỏi như thế nào khi phải gồng gánh trên vai cả cuộc đời con trẻ. Lúc đó bạn sẽ hối hận vì những suy nghĩ của mình về cha mẹ. Chẳng ai yêu ta một đời, ai cũng thương ta một thời rồi thôi. Chỉ có cha mẹ một đời yêu thương con trẻ, bao bọc che chở. Có lẽ sống một đời người, điều mà ai cũng phải chứng kiến nhiều nhất chính là sự đổi thay. Con người, cảnh vật, cuộc sống từng giây, từng phút đổi thay. Họ bên ta một lúc, chắc gì đã bên ta một đời. Họ yêu ta hôm nay, chắc gì đã yêu ta dài lâu. Hôm nay đối diện cùng nhau nói cười, chắc gì ngày mai đã không quay lưng lại với nhau. Người ta bảo thiên biến vạn hóa, nhưng chỉ có tình thương cha mẹ thì lại khác. Cha mẹ có thể la mắng bạn, làm những điều chúng ta không thể hiểu, thậm chí sẽ có lúc ghét bạn, nhưng không thể phủ nhận được cha mẹ là người yêu thương chúng ta hơn bất cứ ai người kia nói yêu ta. Cha mẹ là những người dù ta có lầm đường lạc lối, cũng dang rộng vòng tay đón ta trở về. Là những người giỏi hy sinh, âm thầm chịu đựng mọi khó khăn, đau khổ để bạn có một cuộc sống tốt hơn. Những thứ họ hy sinh cho bạn có thể cho bạn còn lớn hơn những gì bạn nghĩ, bạn thấy. Vì thế, xin đừng vì bất cứ điều gì, bất cứ ai mà làm tổn thương người đã hy sinh cả cuộc đời cho bạn. Khi cha mẹ bạn già yếu, xin đừng ghét bỏ họ, vì hãy nhớ rằng họ cũng đã từng làm vậy với bạn khi bạn còn là một đứa trẻ yếu đuối. Khi họ quan tâm, lo lắng cho bạn, xin hãy thể hiện lại tình cảm của bạn với họ, để họ vui vẻ, yên tâm hơn. Khi họ bực mình, khó chịu với bạn, dù là họ sai, thì bạn cũng hãy nên chặn lỗi trước, bởi vì họ cũng từng bỏ qua rất nhiều lỗi lầm của bạn, dạy bạn nhiều điều khi bạn sai lầm.
thời gian vô tình, vận mệnh vô tình, yêu thương cha mẹ từng ngày để ngày mai không phải hối hận. Cha mẹ đã dành một đời để yêu thương bạn, bạn hãy thể hiện tình cảm đó từng ngày để sau này không phải hối hận. Bạn giờ đang tất bật với công việc, bận rộn với cuộc sống thường nhật cứ xoay vòng của mình mà quên đi người đang ngóng chờ bạn từng ngày. Hãy dành chút thời gian quan tâm họ, dành những lời yêu thương trở về quê trong ngày nghỉ cuối tuần, thay vì dành những khoảng thời gian bấm điện thoại, lướt Facebook, chơi game, ngồi than vãn công việc hay ghen tị người khác, thì hãy dành thời gian gọi cho cha mẹ một cuộc điện thoại hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của họ. Tương lai là thứ ngày mai mà ta không biết trước. Vậy nên hãy trân trọng những người xung quanh ta, trân trọng yêu thương cha mẹ của mình ngay bây giờ bạn nhé.